Xin chào các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sadec. Ngày hôm nay em lại tiếp tục lên lô cây phôi hoa giấy Mỹ nữa nè. Em sẽ bứng thêm một số cây to nữa nha nè, một số cây nhỏ và một số cây combo giá rẻ phía sau clip. Đầu tiên chúng ta đến con phôi số 1 anh em ơi. Cây số 1 cây rất là to luôn. Cây này thì có thông số quanh cổ là 43 ngoài cổ nha nè. Còn sau đế thì 60, tổng chiều cao thì 1m. Cây rất là to và nặng luôn. Cây trên đây nó có vết lỗi này nè. Cái vết lỗi này do cây nó già quá già. Cây nó bị sạm da. Nói chung là không vấn đề gì nha anh em. Tuy nhiên thì đây cái dòng giờ mình cào cho anh em thấy đây. Trong cây quá già. Cây em vẫn bao sống bao ship bình thường nha anh em. Con phôi số 1 anh em ơi. Con này thông số quanh 43 còn cỏ. Cây rất là to luôn. Con nằm Zalo anh em 700k bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Con phôi số 1 nha anh em. Rồi anh em quan sát em xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo thì em lên con phôi số 2. Con phôi số 2 em cũng trồng rất là lâu rồi, cũng mới nhổ đầu nó vô các bạn. Con này thì dáng hoặc là mình trồng đứng anh em, nhưng mà nó ngã cái nó nằm dài xuống. Ngã cái nó nằm dài xuống, cây nó ra dáng nằm luôn các bạn. Cây này cái cành của nó nè, cái cành này cành to hồi lần các bạn. Cành to hồi lần nó ngã là làm đụng đất cái lớp da của nó bị hư lớp da phía dưới nè. Đó, nhưng mà cái lớp trên vẫn còn tươi bình thường nha anh em. Và nó nhảy thêm cái tược khác. Cái tược lớn anh em thấy là cái tược con các bạn. Hồi lần cái tược phụ là nằm phía dưới nè. Hồi lần mình trồng đứng chứ không trồng nằm vậy. Cây này thông số quanh 28. Và chiều dài 80, cây dáng thú nha anh em. Con này anh em về xịt rửa sạch sẽ rồi cắt tỉa mới còn cái con. Mình mới bứng mình chưa có cắt tỉa nó anh em. Đưa vô cái chậu vuông hoặc là chậu hộp xài các bạn. Rất là đẹp luôn. Con phôi này mình giao luôn anh em 350, bao sống bao ship toàn quốc anh em. 350 nha, cây này cũng khoảng cái chậu ký các bạn. Cây rất là to luôn. Con phôi số 2 nha anh em. Rồi tiếp theo lên con phôi số 3 luôn. Con này cũng thuộc dạng đồ cổ các bạn. Mới nhỏ vô luôn. Con này hoành 27, cao 50. Hoành 27 cao 50. Con này em cũng chưa cắt tỉa hết luôn mà. Mới là nhọn vô chưa có dọn cành luôn. Cây này thì em phát hiện ra nó có bị trầy lớp da. Đây. Trầy lớp da cái này. Anh em có bị lỗi nha. Con này em giao luôn anh em 160k. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Con này chưa dọn bằng dọn lại đẹp trai lắm nè. 160 bao sống bao ship nha nè. Số 3 các bạn. Số cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo lên con phôi số 2. Con này cũng cây ế của hôm bữa dài luôn. Mọc mầm luôn, em trồng vô chậu luôn, định đi trồng các bạn. Hồi nay em qua em bán luôn nha anh em. Con phôi số 2 này thông số quanh 20 nè anh em, cả 45. Vô chậu gửi trong trắng xóa cái bầu nha anh em. Cây này về anh em có thể ghép được luôn. À, con phôi này em giao luôn anh em 220k anh em. 220 bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Bao ship cho em luôn cái thùng luôn nha, luôn chậu y hình luôn nha anh em. Về anh em trồng luôn. Rồi con phôi số 4, 220 bao sống bao ship toàn quốc luôn. Còn phôi số 4 anh em ơi, xuống cây luôn nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên cái mẫu cái mã số thứ 5 anh em. Mã số thứ 5 là giờ một cặp hai con. Con này hoành 19 cao 70 tàn thiên nhiên, cành chi rất nhiều đế đẹp. Rồi lứa con thứ 2 lên cho anh em quan sát luôn. Đây cái con thứ 2 các bạn. Con này con ế của clip trước nè anh em. Cây này cũng đẹp, cũng to, đế cũng đẹp sao mà vô duyên bạn, quay mấy clip thì bán không được. Hoành 19 cao 50. Đây mình sẽ xả vàng con này vậy nè. Cái này nói chung là đây em lấy kéo em dọn sơ sơ cho anh em xem con này nha. Em cắt tỉa mấy cái cọng rễ con này các bạn, nhìn nó sạch sẽ liền. Rồi sau quá trình cắt tỉa sơ sơ mình sẽ dọn lại, nhìn cây nó cũng đẹp hẳn ra các bạn. Cái này chỉ cần lấy motor xịt nó thôi thì củ trắng lên liền. Rồi cái con phôi số 2. Con phôi số 2 của mã thứ 5 các bạn. À, con cũng rất là đẹp luôn. Rồi cho hai con lên cho anh em dễ xem luôn. Cặp này thì mình giao luôn em 260k, bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Nay mình xả vàng luôn, dựng con kia lên luôn. Hai con rất là to luôn nhanh, 260-130 ngàn cây, cây rất là to luôn. Này em sẽ bán cho bằng được cái con này bạn. Con này rất là đẹp luôn, nhưng sao nó vô duyên quá. Rồi, mã số 5. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi, tiếp tục lên con số 6. Con này cũng tàn thiên nhiên luôn. Cái con số cặp số mã số 6 mình lên cặp cây đầu tiên hoành 18 anh em. Hoành 18 cao 70, hoành 18 là hoành cổ eo nha anh em. Cổ eo nó nhỏ nhưng mà đế nó to lắm mà. Rồi đưa con thứ hai lên cho anh em xem luôn. Rồi cái con thứ hai của mã số 6 nè anh em. Hoành 20 cao 80. Con giá cũng đẹp bạn, dựng hai con lên cho anh em dễ xem luôn. Rồi đây là mã số 6, hai con 230 bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Mã số 6 hai con rất là to cao luôn, cành chi rất là nhiều luôn. 230 một cặp. Xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục em lên con số 7, mã số 7 hai con hoành 24, cái đầu tiên. 24 cao 75.
Rồi lên cái con kia luôn cho anh em xem. Đây là con thứ hai, hoành 24 cũng K75 luôn. 220 bao sóng bao xếp toàn quốc. Và cho con kia lên luôn, hai con lại để cái bên cho em dễ xem. Cây cũng to anh em, cây này cũng có clip trước ế nè các bạn. Em cũng sẽ bán con này cho chọn được luôn nha anh em. Cây đế tam giác 220 cặp. Mã số 7 nha anh em. Xuống cây luôn qua. Tiếp theo nên là mã số 8, cái đầu tiên cũng tàn thiên nhiên luôn. Cây này hoành 22K75 nè anh em. À, cành chim rất là nhiều luôn. Mã số số 8 mình cũng có hai cây. Đây. À, cây thứ hai. Cây thứ hai hoành 21K80 dựng thẳng, cây lên cây dáng trực nha anh em. Rồi, cái cặp này thì em giao luôn anh em 230K bao sóng bao xếp toàn quốc luôn. Dựng hai con lên cho anh em xem. Đây, mã số 8 anh em, hai con rất là to luôn. Cây rất là già cây luôn nha anh em. 230 bao sóng bao xếp toàn quốc. Mã số 8 xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp tục mình đến mã số 9 thì giờ mình đến dòng combo nha anh em. Combo số 1 mình có 3 cây. À combo mã số 9. Combo đầu tiên anh em. Cây 100.000 3 cây 300. Cây này hoành 21K50 nè anh em. Rồi cho con thứ hai lên. Cái con thứ hai cũng rất là to luôn các bạn. To và nặng luôn. Cây thứ hai hoành 23 cao 55. Rồi, đây là con thứ ba nè anh em. Con thứ ba còn 22 cao 68. Rồi đây gom 4 con, 3 con lại cho anh em dễ xem luôn nha nè. Rồi đây ba con một bó luôn. Ba con này 300K, bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. Mấy cây này đi trước em đã giao luôn anh em là 200 mấy cặp các bạn. Nhưng mà hôm nay em có mấy cây nó mọc mầm luôn bạn. Này mấy cây cũ đi trước nè, thanh lý dây rẻ nha anh em. 100K một cây thôi, cây cũng rất là to, hoành hơn 20 nha anh em. Rồi lên cây tiếp theo luôn anh em ơi. Combo mã số 9 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 10, cũng combo cây 100 3 cây 300 luôn anh em ơi. Hoành 17 cao 65. Cây đế cũng đẹp nha anh em. Rồi cho con kia lên. Con thứ hai nè anh em. Hoành 17 cao 65 luôn, hai con bằng thông số với nhau. Cái con này thứ ba nè. À cây thứ ba. Cây thứ ba hoành 17 cao 90. Rồi gom ba con lên cho anh em dễ xem. Rồi ba con này em giao luôn anh em 280K thôi các bạn. Lắc qua lắc lại cho anh em xem chậm chậm nó ngã. 283 cây. Em bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. Rồi, mã số 10 xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục thì em lên mã số 11 anh em. Mã số 11 này là cái combo của ngày hôm trước. Combo số 1 clip mới vừa rồi các bạn. Combo này em giao luôn anh em 350 nè, em có 6 cây. Nhưng mà khách đặt em xong em đem cây vô em chuẩn bị gói hàng luôn. Chờ hoài không nhắn địa chỉ cho em các bạn. Cho nên em không có biết được em giao nha. À, ví dụ anh em đặt hàng mình mà anh em không lấy thì nhắn tin cho em biết cũng được. Ăn em khỏi chờ em bán cho người khác. Để anh em khác mua cái em báo là em bán rồi đó. Các anh em không nhắn địa chỉ em không gửi được. Anh em không lấy em ngày sau em sale hàng giá rẻ là tội nghiệp như anh em. Rồi hôm nay mình sẽ sale giá cái bộ này lại luôn. 6 cây 350. Cây đầu tiên nè các bạn. À, cây này thì hoành nó khoảng 16-17. Chân dày thòn luôn. Cho em trồng 3 thùng á. Em xuống cây lên cây tiếp theo luôn nè. Rồi cây thứ hai hoành khoảng 20, cũng cao cũng dài luôn, chân cũng dài. Mấy cây này mới bứng hay mới có kiểu bứng thôi, chưa có bó bầu cũng như chưa có cắt tỉa các bạn. Mấy cây này em sẽ đóng thùng gửi đi cho anh em nha anh em, chưa cắt cái tỉa mấy cái con. Rồi lên cái thứ ba luôn nè. Cái thứ ba nè anh em, cũng chưa có cắt dọn luôn, có 60.000 diện cây hả anh em ơi. 6 cây mà 350 á chỉ được 70.000. Rồi xuống lên cái tiếp theo luôn em ơi. Rồi đây là cây thứ tư nè anh em. Cây rất là to luôn, hoành khoảng 20. Cây này thì đế cũng rất là to luôn. Nhưng mà cái chân có cọng rễ này nó bị khô nè, năm đó nó bị bệnh nữa bạn. Tự nhiên nó hết bệnh nó lành nha. Đó, nó kéo mài hết trơn nha nè. Tự nhiên cái lỗi em cũng báo cho anh em biết luôn. Rồi cây này là cây thứ tư. Cây đến lên cây thứ năm luôn các bạn. Rồi cây thứ năm luôn, cây này cũng chưa có cắt luôn. Em giao cho anh em sẽ cắt lùng lại nha. Cắt cái cành này em bỏ luôn bạn. Cây này cũng có vết sẹo nhỏ xíu đây. Cây này rất là to, hoành khoảng 25 quá. Nó 350 ngàn 5 cây chứ. Đếp trước 350 ngàn 5 cây. Này em tặng cho em thêm một cái này cái đế nè. Cắt cái gồng rễ về nên làm bonsai. Còn cây này một cái cây luôn. Rồi tặng cho anh thêm này, giảm anh em thêm 20K luôn. Thế nên em tính anh em 330K thôi. Là nguyên bộ của ngày hôm trước 350. Nên em sale giá 330, cây giảm 20K tặng cho anh em thêm hai cái này nữa nha nè. Rồi tiếp theo em có mấy cây hoa giấy sắc pháo các bạn. Đây hoa giấy sắc pháo là thứ này.
em cũng bứng với ruộng về em chưa có khui thùng luôn. Mấy cây này thì hoành nó khoảng 11 12 các bạn. 10 11 12. Nói chung là mấy cây này đế nó cũng bứng về mấy bữa nay rồi. Nay đế nó bắt đầu cũng nhảy mầm rồi. Đế nó cũng rất là gơm, đem sẽ thế xé mẫu cho em xem cây nha. Này, cây thì nói chung nó hình dung nó cũng như thế này. Đó, đế nó cũng được được thôi chứ nó không có đẹp không. À, mấy cây này em giao lưu anh em 35 ngàn cây. Đây em có khoảng 10 cây, 350 nha. Làm bao sống bao ship nha anh em. Cũng nảy mầm hết rồi. Đó là cây hoa giấy sắc pháo, mặt hoa của nó luôn đây nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em sẽ cắt mấy cành thừa em bỏ cho nó gọn nghe, đóng thùng gửi cho anh em. Và em cũng xin phép anh em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo luôn nha anh em.